được mệnh danh là khu rừng cổ tích, Tả Liên Sơn có thảm thực vật vô cùng đa dạng và giữ được nét nguyên sinh của rừng già Tây Bắc. Khi khám phá nơi đây, chúng tôi phải vượt qua suối, thác và những triền dốc dài như bất tận len lỏi qua những cánh rừng. Nào, hãy cùng chúng tôi khám phá miền đất hoang sơ này nhé! Đoàn mình đi vào trong rừng sâu này thì gặp một cái thách thức mới, nên là trời bắt đầu mưa. Lên đỉnh hôm nay có Lục Thế Anh, bá chủ, đại ca A Páo và mình. Cứ đi cỡ khoảng 100m hoặc hơn tí là phải nghỉ rồi, bởi vì ở trên này không khí nó cực kỳ loãng, tim đập mạnh ạ. Vượt qua muôn vàn khó khăn và thách thức thì chúng tôi cũng đã chinh phục được đỉnh núi Tả Liên Sơn. Mọi giới hạn bản thân chỉ nằm trong suy nghĩ của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở hành trình tiếp theo.